Dạ, Jim thân chào các bạn. Hôm nay một ngày trời rất đẹp như các bạn, trời nắng đẹp cả ngày. Thì chiều nay có dịp đi ngang khu vực ở Bãi Dứa, thành phố biển Vũng Tàu như các bạn. Lúc hoàng hôn đang buông dần, tiếng sóng biển thì rì rào. Một ngày tuần hoàn trôi qua như các bạn, lúc mặt trời mọc bình minh rồi lại hoàng hôn thôi. Thì con người cũng thế thôi. Cũng sinh lão bệnh tử thì được vào mắt thôi, giống như hoa thì sớm nở rồi tối tàn chứ các bạn. Chiều nay dành chút thời gian để chia sẻ cho các bạn cảnh đẹp lúc hoàng hôn của biển Vũng Tàu. Việt Nam mình ở ven biển nên là bãi biển rất là dài, mấy ngàn cây số, hơn 3-4 ngàn cây số như các bạn, chưa kể đảo nữa, cảnh đẹp này rất là nhiều. Nói chung là những cái ngày giông bão cũng rất là nguy hiểm. Chiều nay thì những cái lúc thời tiết đẹp như các bạn, cảnh rất là thanh bình. Ở đây có những cái hòn đá như các bạn, những cái tảng đá mà sóng đánh riết nó mòn nhẵn luôn, nó trơn láng luôn các bạn. Nên là cái nước nó rất là mềm mại nhưng mà đôi khi nó cũng rất là dữ tợn như các bạn. Chung thời gian cũng lâu như các bạn, bữa nay là mới có một ngày đẹp trời, cũng nhiều ngày rồi mới có một ngày được trời nắng ráo cả ngày, trời trong xanh buổi trưa như các bạn. Buổi trưa thì dân bận một số việc nên là không có chia sẻ cho các bạn cái cảnh buổi trưa.
Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian ngắm biển hoàng hôn Vũng Tàu như các bạn. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều.